Hello, chào mừng anh em đã đến với video của mình. Thì sự xuất hiện của chiếc VinFast VF5 thời gian gần đây đang nhận được khá nhiều những sự quan tâm của anh em trong cộng đồng xe. Được định hình trong cái phân khúc crossover cỡ A thì chiếc VF5 đang là đối thủ trực tiếp với lại Toyota Rayon cũng như là Kia Sonet. Tuy nhiên VF5 thì lại có cái mức giá bán nó lại khá là hợp lý. Thì có một cái điều mà anh em đang băn khoăn, tức là chiếc viên pin của chiếc VF5 thì liệu rằng nó có ổn không, và nên mua đứt hay là thuê pin thì sẽ tiết kiệm, và cái chi phí vận hành xe điện ra sao. Thì trong cái video này mình cùng anh em sẽ giải đáp những cái thắc mắc liên quan đến việc vận hành một chiếc xe điện và viên pin của chiếc VF5, để đưa ra những cái lời khuyên cho anh em đang có ý định mua xe điện. Mình sẽ bắt đầu vào ý đầu tiên, tức là để nói về cái thực trạng xe điện ở Việt Nam ấy, thì nhiều anh em cũng có hay hỏi mình là ở cái thời điểm hiện tại thì có nên mua xe điện không, hay là rồi xe điện có tốt hơn xe xăng không. Thì mình thấy đây là những người mà hỏi cái câu này này, họ thực sự là rất thích về xe điện, tuy nhiên là họ vẫn có một cái sự lo lắng về những cái vấn đề liên quan đến việc vận hành và sử dụng sau này. Thì tại cái thời điểm hiện tại thì chỉ có một mình VinFast là hãng xe điện tại Việt Nam thôi. Thế nên là các cái trạm sạc tuy đã được VinFast được triển khai khá là nhiều trên hầu hết cả nước, nhưng mà chừng đó là không đủ với người sử dụng xe điện. Vậy nên là để cái xe điện có thể phổ cập được ở Việt Nam như xe xăng, thì theo mình nghĩ là trong tương lai sẽ cần có thêm một vài những hãng xe điện nữa vào thị trường Việt Nam cùng cạnh tranh với VinFast. Thì ở đây người dùng sẽ được hai cái hưởng lợi. Đầu tiên, tức là cái chất lượng sản phẩm xe điện sẽ được cải thiện hơn rất nhiều, do các hãng sẽ cạnh tranh nhau để giành cái thị trường. Thứ hai là cái hệ thống chạm sạc sẽ được mở rộng hơn rất là nhiều, do là các hãng có mở rộng chạm sạc này. Rồi là khi mà cái việc xe điện được lưu thông phổ biến ở trên 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 đường phố, thì các tư nhân họ cũng sẽ mở những cái chạm sạc ra để họ kinh doanh. Thì lúc đấy là những cái cây chạm sạc điện ấy, thì nó sẽ phổ cập giống như là những cái cây xăng hiện tại. Thì cái người mà sử dụng xe điện ấy, họ sẽ phần nào yên tâm hơn cho những chuyến hành trình xa của mình. Mình quay lại với cái câu chuyện là pin của chiếc VF5. Thì hiện tại mình đang có check giá là chiếc VF5 đang được bán với giá là 458 triệu không thèm pin, và 538 triệu là có thèm pin. Tức là cái viên pin đấy đang được VinFast định giá là 80 triệu. Thì nhiều người cũng thắc mắc là 80 triệu này có phải là cái giá trị thực của cái viên pin đấy không? Đó. Hay là chỉ là khi mà bạn mua xe kèm pin thì là cái viên pin đấy nó mới có cái mức giá đấy thôi. Thì cái này là một cái câu hỏi mà anh em cần phải làm rõ với cái người bán hàng, cái người đại diện của VinFast khi mà anh em mua xe về cái vấn đề này. Bởi vì là sẽ tránh những cái việc sau này khi mà sử dụng có những cái tranh cãi nó không đáng có. Thì theo mình nghĩ là trước khi mua xe anh em nên làm rõ cái việc này, tức là 80 triệu nó là tiền viên pin, tức là sau này khi mà viên pin hỏng hóc thay thế thì cái giá trị của viên pin nó là 80 triệu, hay nó là giá trị bao nhiêu, hay là 80 triệu đấy nó chỉ là cái giá mà VinFast gọi là tạm công nhận khi mà mua xe kèm pin thôi. Mà anh em mua đứt pin thì sẽ là 538 triệu và sẽ được bảo hành 7 năm. Bảo hành 7 năm, trong cái thời gian bảo hành 7 năm, nếu có lỗi do nhà sản xuất hoặc là những cái vấn đề khác liên quan đến vấn đề kỹ thuật của pin thì anh em sẽ được bảo hành miễn phí. Còn trường hợp nếu mà thuê pin thì mỗi một tháng anh em sẽ phải đóng là 1,6 triệu, 1,6 triệu tiền thuê pin, và nếu có lỗi do nhà sản xuất hoặc là công suất pin dưới 70% thì anh em cũng sẽ được thay miễn phí. Đó. Thì thông thường cái tuổi thọ của cái pin của chiếc VF5 này nó sẽ giảm từ 100% xuống 70% sau khoảng tầm từ 800 cho đến 1.200 chu kỳ sạc xạ. Thì với ở đây mình sẽ chia làm hai trường hợp, tức là cái trường hợp là anh em chạy kinh doanh taxi dịch vụ, và cái trường hợp là anh em chạy gia đình. Thì với cái trường hợp anh em chạy kinh doanh dịch vụ thì thông thường cái tuổi thọ của pin sẽ giảm xuống 70% sau khoảng tầm từ 3 đến 4 năm, bởi vì mình đang tính là mỗi một ngày anh em sẽ sạc một lần. Thì khoảng tầm sau từ 3 đến 4 năm thì anh em sẽ cần phải thay thế cái viên pin đấy. Tức là viên pin nó sẽ giảm xuống dưới 70%. Thì tổng quãng đường di chuyển được khoảng tầm 200.000 cho đến 250.000 km. Thì với cái lựa chọn này ấy, thì mình nghĩ là anh em thuê pin sẽ là cái giải pháp tối ưu hơn cả. Vì là 1,6 triệu bất kể anh em đi ít hay nhiều.
thì mình chỉ nghĩ với cái giá 1 triệu 6 đối với anh em kinh doanh taxi Grab thì mình thấy là nó là một phương án khá là hợp lý. Còn với những anh em mà đi gia đình nhé, mỗi anh em đi gia đình thì thông thường để mà cái viên pin giảm từ 100% xuống 70% thì anh em sẽ phải di chuyển từ 10 cho đến 15 năm. Với tổng quãng đường là cũng là 200.000 đến 250.000 km thì anh em sẽ phải di chuyển khoảng tầm mất 10 năm, hơn 10 năm để viên pin nó giảm từ 100% xuống đến 70%. Thì với cái trường hợp này thì mình khuyên anh em là anh em nên mua đứt viên pin đó, bởi vì là chi phí thuê pin là 1 triệu 6 một tháng. 1 triệu 6 một tháng thì tức là anh em chỉ bỏ ra chỉ mất khoảng tầm 4 năm 2 tháng là cái tiền thuê pin bằng cái tiền mua viên pin là 80 triệu rồi. Trong khi nếu mà đi gia đình thì anh em có thể sử dụng trên 10 năm mới cần thay thế pin. Vậy nên là nếu trường hợp đi gia đình thì anh em sẽ sử dụng cái phương án là mua đứt pin thì mình thấy nó sẽ là tối ưu hơn và nó sẽ tiết kiệm hơn. Còn mình tính đến một cái trường hợp nữa, tức là trường hợp không may anh em xảy ra những cái rủi ro liên quan đến tai nạn, thì cho dù là anh em đang lựa chọn cái phương án là thuê pin thì anh em hoặc là bên bảo hiểm cũng sẽ phải là người bỏ tiền ra để trả cái việc thay thế cái viên pin bị hỏng đấy, bởi vì là VinFast chỉ bảo hành trong cái trường hợp có lỗi cho là do nhà sản xuất chứ không bảo hành cho những cái rủi ro liên quan khác. Anh em nên nhớ đến cái điều này. Và một cái điểm rất hay của xe điện là tức là khi mà anh em di chuyển ở cái tốc độ càng thấp thì cái mức tiêu hao điện năng nó lại càng ít. Cái này nó lại ngược với cả những cái xe động cơ đốt trong. Nên tức là với cái xe điện thì cho dù anh em di chuyển ở những cái đường phố có cái mật độ giao thông đông đúc, anh em cũng không không lo ngại về cái vấn đề là điện năng nó sẽ tiêu thụ nhiều. Là khi anh em di chuyển càng chậm thì xe tiêu thụ càng ít, thì mình thấy cái này là một cái yếu tố rất hay và nó thực xe điện thực sự phù hợp với những anh em nào đang sinh sống và làm việc tại những cái thành phố lớn có cái mật độ giao thông đông đúc. Thì tiếp theo đến cái phần chi phí vận hành, mình sẽ đưa ra một cái bảng tính như thế này. Tức là với cái chi phí vận hành theo tính toán của nhà sản xuất nhé, theo tính toán của nhà sản xuất thì cái mức tiêu hao năng lượng của chiếc VF5 là khoảng 12,41 kWh trên 100 km, thì ở đây mình sẽ gửi là tương đương với lại 0,1241 kWh trên 1 km. Thì tính theo cái giá sạc tại trạm VF hiện nay là 3.117 Việt Nam đồng trên 1 kWh, thì chi phí sạc điện cho chiếc VF5 mình đang tính trong một tháng anh em di chuyển khoảng quãng đường là 1.500 km, thì sẽ là 1.500 km nhân với lại cả 0,1241 nhân với lại 3,117 bằng 580.230 đồng. Đấy là chi phí một tháng với cái quãng đường di chuyển là 1.500 km nếu như anh em sử dụng xe điện. Còn bên cạnh đấy mình sẽ lấy một ví dụ cho một chiếc xe xăng. Ở đây là mình sẽ lấy chiếc Toyota Vios, thì cái mức tiêu hao nhiên liệu trung bình mình sẽ lấy là 6,5 lít trên 100 km, quãng đường cũng là 1.500 km trong một tháng, sẽ lấy ví dụ như thế, thì sẽ đi hết khoảng 97,5 lít xăng. Giá xăng mình sẽ tạm tính là 23.000 đồng trên 1 lít, thì vậy tiền xăng một tháng là 23.000 nhân với lại 97,5 lít bằng 2.242.500 đồng. Tức là cái sự chênh lệch giữa xe xăng và xe điện là 2.242.500 đồng trừ đi 580.230 đồng bằng 1.662.271 đồng. Thì tức là một năm anh em sẽ tiết kiệm được khoảng 19,9 triệu, thì mình cứ làm tròn là 20 triệu. Thì đấy là cái sự chênh lệch giữa xe xăng và xe điện. Thì anh em đã thấy cái lợi ích của cái việc sử dụng xe điện chưa? Còn đấy đấy là với anh em mua đứt pin thì chủ yếu sẽ tốn những cái khoản liên quan đến sạc. Còn các bác nào mà thuê pin ấy, thì sẽ cộng thêm là 1,6 triệu tiền thuê pin nữa, thì tổng là giá trị tổng cái chi phí trong một tháng là 580.230 đồng cộng với 1,6 triệu là 2,1 triệu. Thì tức là với những bác thuê pin thì sẽ mất khoảng tầm 2.100.000 trong một tháng nếu mà di chuyển với quãng đường là 1.500 km.
Còn với cái chi phí bảo dưỡng thì cái mức bảo dưỡng dưới 20.000 km thì anh em cũng chỉ loanh quanh mất 2 triệu đồng cho cái việc bảo dưỡng thôi. Mình nghĩ đấy là một con số quá là rẻ. Thì tổng kết lại cái vấn đề là chiếc xe điện TNV F5 này, nếu cái giá trị thực tế của viên pin là 80 triệu thì đó là một cái mức giá hoàn toàn hợp lý. Và những anh em nào mà đang sinh sống ở những cái thành phố có mật độ giao thông đông đúc thì cái việc lựa chọn xe điện sẽ là giúp anh em tiết kiệm tài chính khá nhiều và vẫn được đáp ứng được cái nhu cầu đi lại hàng ngày. Tuy nhiên với cái lịch trình di chuyển mà lớn hơn 200 km thì anh em cũng sẽ cần phải tính toán thêm về cái lịch trình di chuyển dừng nghỉ cũng như là những cái trạm sạc để không bị gián đoạn trong cái hành trình của mình. Thì cũng hy vọng trong cái thời gian không xa thì các cái trạm sạc sẽ mọc lên ngày một nhiều hơn, thì lúc đó cái việc người dân chuyển qua dùng xe điện nó sẽ góp phần làm cho cái môi trường đô thị cũng như là môi trường sống của chúng ta nó ngày một xanh sạch đẹp hơn. Thì đó là những cái chia sẻ của mình về cái viên pin VF5 cũng như là cái chi phí vận hành xe điện. Nếu mà anh em thấy hay thì cho mình một like cũng như là một subscribe để ủng hộ kênh. Và ngoài ra anh em muốn mình làm về cái chủ đề nào thì anh em có thể comment ở dưới video nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.